chuyện là đưa ý tưởng cho người khác để người khác đưa tiền cho mình. Các anh chị hình dung là không phải cái lớp channel này nó không chỉ đơn thuần là cái việc mà chúng ta học để đứng lên để chúng ta làm MC, chúng ta đứng lên làm diễn giả đâu, thì nó ứng dụng mọi khía cạnh trong kinh doanh. Các chị các bạn, bao nhiêu các chị các bạn đây muốn nghe cái câu chuyện để nó làm thế nào bằng cái kỹ năng trainer của mình đã vận động được một cái chương trình ở Mỹ đưa về một cái đất nước như là Việt Nam? Và chị muốn nghe như thế là nói tôi. Okay, cảm ơn chị rất nhiều. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn biết được rằng bằng cách nào mà lại có thể tổ chức được một chương trình sự kiện 500 người mà lại không phải bỏ ra một đồng chi phí nào? Anh chị cho tôi nói tôi ạ. Tôi! Rồi, chơi này, chơi này đi. Anh chị có tay nở đun hay không? Lâu quá chưa đứng. Ok các anh chị, thì cái điều đầu tiên ngày hôm nay thì thầy Duy muốn mời Đạt đến để chia sẻ cho các anh chị về cái chương trình của Đạt. Nhưng mà nghĩ rằng nếu mà dành 15 phút mà chỉ chia sẻ về cái mà mình muốn thì nó quá là ích kỷ, cho nên Đạt sẽ chia sẻ các anh chị cần cho anh nghe. Ok ạ, thì một chút xíu về cái câu chuyện của Đạt. Như thầy Duy có nói thì lúc mà Đạt đến với B-Training, Đạt là một sinh viên năm cuối chưa ra trường. Và trước đó thì Đạt đã làm cái công việc hoặc tham của mình trong quá trình làm sinh viên á, đó là tình nguyện viên cho một gia đình có hai người con bị bệnh tự kỷ. Không biết ở đây các anh chị nào đã tiếp xúc với người mắc hội chứng tự kỷ, là đã biết hoặc là đã thấy có một gia đình nào đó? Dạ, rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều, khá là đông hơn chúng ta nghĩ, đúng không ạ? Các chị nhìn qua đông hơn chúng ta nghĩ. Thế thì Đạt làm việc là việc tình nguyện viên, tức là Đạt mỗi ngày Đạt đến và chơi với các bé theo một cái chương trình để giúp cho các bé cải thiện kỹ năng hòa nhập. Thì khi mà Đạt đến Bi thì cái mong muốn duy nhất của mình là mình hỏi thầy ơi, em biết có một cái chương trình như vậy đó, nó ở Việt Nam và cái mô hình đó là duy nhất ở Việt Nam, có một mình cái gia đình này làm thôi. Nhưng mà em thấy rằng là cái cuộc sống của cái đứa trẻ này, của cái gia đình này nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà tại sao khi em ra nhìn những cái gia đình khác có người con khuyết tật, hoặc là mình thấy có những người gia đình khác có con tự kỷ, thì nó không được may mắn như vậy? Bây giờ làm thế nào để em giúp được cho họ? Thì thầy Duy nói là ok, cách duy nhất để em giúp được nhiều người hơn đó là em phải ra kinh doanh, là em phải ra khởi nghiệp. Mình nói đó thầy Duy là em không nghĩ em muốn kinh doanh, tại vì đây là một cái công việc em muốn làm nó tình nguyện, là nó gọi là không có lấy lợi nhuận, không lấy tiền ở đây, em không đặt nặng vấn đề tiền ở đây. Thì thầy nói là không, mọi người đừng nghĩ cái việc kinh doanh là làm việc vì tiền. Chính những người kinh doanh là những người đóng góp nhiều nhất cho xã hội. Người kinh doanh là người nhìn thấy một vấn đề của xã hội, sau đó chúng ta đi huy động tất cả những nguồn lực trong xã hội để giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta có vốn, có nhân sự, có kinh nghiệm, có con người, có mạng lưới, và chúng ta gom tất cả những lại đi phục vụ giải quyết cái vấn đề cho xã hội. Và từ đó Đạt mới bắt đầu nhận ra được cái con đường của mình, và Đạt bắt đầu quyết định là ra sẽ lập riêng cho mình một cái tổ chức để không mong muốn gì hơn đó là giúp được nhiều người hơn nữa, nhiều gia đình ở Việt Nam hơn nữa. Thế thì các chị có tin là một chàng sinh viên chưa có gia đình, đừng nói chuyện có con, chưa gia đình, chưa có con, mà lại đi mở lớp dạy cái kỹ năng nuôi con, dạy kỹ năng chơi với con cho hàng một cái lớp khoảng từ nay con người cũng phải 50-60, toàn là ông bố bà mẹ và bác sĩ không ạ? Các anh chị có hình dung mà bà dạy 2 ngày các anh chị? Các anh chị thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Các anh chị hãy giơ tay quanh ra. Điều này thật là tuyệt vời. Làm sao mà làm được? Nếu một người không có kỹ năng trainer không bao giờ dám tự tin đến một cái lớp như vậy đó anh chị. Và đặc thật sự từ lúc mà mình học những cái kỹ năng này từ Bi, mình biết được cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh của mình. Cái gì? Các anh chị muốn làm trainer, các anh chị phải biết mục đích của mình, phải biết được cái sứ mệnh. Anh chị phải đứng lên đây, chị đại diện cho tất cả mọi người. Chúng ta đứng lên đây là vì lợi ích chung của tất cả mọi người, thì các anh chị sẽ làm được. Không phải đứng lên đây là tôi muốn bán hàng của tôi, mà tôi đứng lên đây là vì lợi ích của tất cả mọi người. Và đây mở chương trình ở Hà Nội, đây mở chương trình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Vũng Tàu, ở đây. Và một chàng sinh viên đi dạy cho phụ huynh cách nuôi con và cách chơi với con. Cái chuyện cực kỳ mình cười đến mức lên báo, lên quá trời báo.
lên mà không biết thế nào để dừng lại luôn, tại vì hết báo này lên hết báo kia, phóng viên báo kia đọc thấy mắc cười cái lại kêu lên nữa, lên hết báo này lên báo khác. Và cũng nhờ cái kỹ năng trainer của mình mà mình kêu gọi được, nên nó khi mà trong quá trình mình làm thì sẽ rất nhiều người ngột gọi là họ đến với chúng ta, họ mong muốn giúp đỡ chúng ta nếu các anh chị truyền được cho họ cái nguồn cảm hứng. Các chị đồng ý rồi không? Nếu chúng ta truyền được cho người khác nguồn cảm hứng, họ sẽ giúp chúng ta. Các chị tin rằng là các chị hãy nhớ rằng này này, khi các chị đứng làm trainer ở đây, các chị hãy nhớ một điều: tất cả mọi người đều mong muốn trở thành một phần của điều gì đó tốt đẹp. Chị chỉ nhớ đúng một điều đó thôi. Tất cả mọi người đều mong muốn trở thành một phần của cái gì đó tốt đẹp. Cho nên đừng ngại, hãy đại diện cho một điều gì đó tốt đẹp và tự tin đứng lên kêu gọi nguồn lực của mọi người. Các chị hình dung ra đâu ạ? Đó, thì đi và để nói chuyện với bác sĩ, để đi để nói chuyện với lại những chuyên gia tâm lý học, để đi để nói chuyện với những người thậm chí là làm ở trong nhà nước, để bắt đầu để xây dựng được cái mô hình của mình. Không tốt đâu nào, không tốt đâu nào. Nhưng mà cái miệng đúng, nó đúng là đúng, nghĩa là chỉ có cái miệng thôi đó, chỉ có cái miệng mà cái tim chắc một chút đẹp trai nữa chắc vậy. Và các anh chị có tin được không ạ? Cũng chỉ bằng cái khả năng trainer của mình mà lúc đó một thằng sinh viên không có nghề nghiệp ổn định, không có gia đình, không có tài sản gì hết, cái đất nước Việt Nam này lại tự mình xin được một cái visa đi Mỹ. Các chị thấy điều này không? Tuyệt vời không? Bao nhiêu chị ở đây đã từng biết cái sự khó khăn của việc xin visa đi Mỹ không? Cực kỳ kinh khủng. Mình tin nếu mà ở đây mà phỏng vấn visa đi Mỹ thì không quá một nửa đâu, không quá. Và mình cũng không hiểu tại sao mình làm được điều đó. Chỉ là mình muốn truyền được cái nhiệt huyết của mình cho cái người đối diện, chỉ như vậy thôi, chẳng hết. Và mình tin rằng nếu mình đứng vào cái gì, đứng về phía điều tốt đẹp thì mọi thứ sẽ ủng hộ mình. Thế thì phỏng vấn đặt làm hồ sơ và đặt có visa đi Mỹ và đích thân đặt dồn toàn bộ số tiền trước đó đã kiếm được đầu tư đi Mỹ để mang cái chương trình đó. Để thật sự là muốn qua bên đó để được xem được ra cái phép màu mà mình đang theo đuổi đó. Tức là cái chương trình nó như một phép màu đó chị. Nó giúp những cái đứa trẻ nó phát huy được những cái điều rất là thần kỳ mà không phải là một cái phương pháp nào có thể làm, có cái khác có thể làm được. Và đặt qua đó thì trực tiếp học thực tập ở tại đó gần một tháng và đàm phán nữa. Thằng sinh viên lúc đó lại nhớ là khoảng 22 tuổi, sinh viên chưa tốt nghiệp luôn, đàm phán chuyện đưa chương trình franchise về Việt Nam. Và cho tới ngày hôm nay vẫn đi, tới bây giờ thì cũng đã khoảng 2 năm sau cái ngày về đi, liên tục theo đuổi, liên tục truyền tín hiệu rằng tôi muốn làm điều tốt đẹp. Và cho đến ngày hôm nay thì đây đã thành công được một phần đó chị. Tin vui là đã thành công được một phần. Vào tháng 10 này thì cái người, cái gia đình mà sáng lập ra cái chương trình đó thì sẽ có một cử một cái người về Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 tới đây để dành ra một buổi và chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình cho những bậc phụ huynh có con em mắc hội chứng tự kỷ. Thì tuyệt vời không chị? Và hơn nữa, cái tổ chức của Đạt trong bao nhiêu năm qua, từ một mình Đạt bây giờ đã lên tới khoảng 7-8 tình nguyện viên chính thức làm việc và hơn 30 tình nguyện viên khác không chính thức là điều thành nhóm của Đạt. Và Đạt không tốn một đồng chi phí nào trả lời cho các bạn. Anh chị thấy điều này tuyệt vời không ạ? Và cái chương trình lần này lại một lần nữa Đạt sử dụng khả năng tức là những cái kiến thức gì mà mình biết được ở cái lớp trainer này, cộng chút xíu ở lớp nghệ thuật đàm phán. Ở đây các chị nào học lớp nghệ thuật đàm phán của Bi chưa? Ok, anh chị nào chưa học thì rất mong các anh chị đăng ký học cho sớm. Ok, lớp kỹ năng trainer cộng nghệ thuật đàm phán đấy là gì ạ? Thì bắt đầu là đi kêu gọi ta chở. Tại vì ban đầu lẽ ra là chúng ta phải bỏ ra hết tất cả các chi phí để lo tại mở ra chương trình. Nhưng mà sau đó bằng cái khả năng của mình đi, mình lại bắt đầu đi tiếp tục cuộc hành trình mình đi. Mình gõ cửa từng cái môi trường, mình gõ cửa từng cái cơ quan, từng cái tổ chức để xin tài trợ từ hội trường, tài trợ từ kinh phí, tài trợ từ các cái việc giấy phép để tổ chức chương trình. Và cái ngày hôm nay thì
chương trình đã được chốt là sẽ diễn ra vào đúng ngày 4 tháng 10 và gần như kinh phí là bên đẹp đã được tài trợ 100%, không phải tốn kinh phí gì hết, đã tài trợ cái chương trình dành cho hơn 500 gia đình phụ huynh tại Việt Nam, là một trong những cái sự kiện lớn nhất từ trước tới giờ của cái cộng đồng người có gia đình có người tự kỷ. Thế thì kể lại câu chuyện của mình thì có mục đích gì hơn là mong muốn các anh chị mình đầu tiên là mình nhìn được rằng là cái việc mà cái kỹ năng này chúng ta ăn nói thuyết phục, cái kỹ năng mà chúng ta thật ra không cần các anh chị phải nói hay, không cần các anh chị phải nói nhanh, không cần các anh chị phải nói lớn. Hồi xưa đẹp cái tưởng là nói lớn là nói hay, lên gào để cổ luôn. Sáng giờ các anh chị nào cảm thấy đau cổ rồi ạ? Ở kia cũng khá nhiều. Hôm nay không tiếc là hôm nay bán chanh muối đúng không ạ? Tức là không phải chúng ta cần nói lớn, nhưng miễn là chúng ta hiểu được. Và cái lớp chuyên này nó hay ở cái chỗ là nó giúp chúng ta hiểu được cái tâm lý, cái mindset của con người vận hành như thế nào. Và thật ra từ cái mindset đó chúng ta cũng sẽ set up được cái chiến lược kinh doanh, cái hệ thống kinh doanh của chúng ta đi theo cái hướng gọi là không thể cản được, đúng theo cái quy trình không thể cản được. Rồi thì đó là một chút xíu cái phần mà chia sẻ nhỏ nhỏ về cái vấn đề chung của chúng ta ngày nay. Thì bây giờ mình chia sẻ một chút về cái vấn đề riêng, đó là về chương trình hội thảo cho người tự kỷ. Thì hồi nãy là có thấy một số anh chị giơ tay lên là đã từng biết và đã từng gặp và đã từng nghe ở đâu đó có gia đình có trẻ tự kỷ, và các anh chị cũng biết rằng cái hội chứng tự kỷ là một cái hội chứng bẩm sinh. Anh chị thường đã bao nhiêu anh chị nghe cái từ tự kỷ là nghe thôi, chị giơ tay như vậy. Nhưng mình tin rằng không phải ai cũng hiểu tự kỷ là gì. Và điều đầu tiên đáng buồn nhất mà đa số mọi người nghĩ khi mình nói chuyện tự kỷ đó là gì? Ồ, cha mẹ không quan tâm tới con, cha mẹ bỏ rơi con, tức là không theo mê tiền hay là lo làm quá hay là cho con chơi điện tử sớm á. Thật ra cái đó không đúng anh chị ạ. Cái dịp này mình đứng đây trước 60-70 anh chị cũng là cái dịp để mình educate cộng đồng. Thật ra nếu mà chúng ta gặp một ai đó, một gia đình nào đó, hoặc là sau này kể là chúng ta ví dụ có gặp ở đâu đó thì chúng ta cũng đừng phán xét, đừng phán xét họ, tại vì cái này là cái hội chứng mà nó khuyết tật người nhà bẩm sinh. Khoa học chưa bao giờ đưa ra một cái kết luận nào cụ thể được rằng là tại sao dẫn đến hội chứng này. Tuy nhiên có một cái số liệu mà mình muốn chia sẻ các anh chị. Số liệu này vào năm 2015 tại Hoa Kỳ ha. Trong 100 trẻ em sinh ra, trong 100 trẻ em sinh ra thì có tới 6 bé mắc hội chứng tự kỷ. Yeah. Các chị tưởng tượng một trường học có 1.000 phụ huynh thì đã có bao nhiêu? 1.000 trẻ là bao nhiêu? 60 chị. Tại một nước tiên tiến như Hoa Kỳ, con số này ở Nhật cũng sắp xỉ. Cho nên, tức là tự kỷ thì nó không quá phổ biến như là béo phì hay đường cân gì đấy, chúng ta đã giải thích ra. Tuy nhiên, nó đang ngày càng tăng trong dân số. Nó đang ngày càng tăng trong dân số. Cho nên, nếu ngày hôm nay được đứng đây và được chia sẻ được cho các anh chị biết một chút nào đó về cái hội chứng này tại trẻ em thì cũng đã là một cái may mắn của đại gia. Không phải lúc nào cũng có dịp đứng trước 70 người cũng là nói chuyện này. Đúng không? Các chị có sẵn sàng dành ra khoảng 5-10 phút tới để mình nghe chia sẻ không ạ? Rồi chị rất là nhiều. Rồi. Thế thì cái hội chứng tự kỷ này nó diễn ra thứ nhất là bẩm sinh mà không phải lỗi của một bất kỳ một ai. Thứ nhất không phải lỗi của bất kỳ một ai, của ông bố bà mẹ hay của bác sĩ mà dẫn đến cái việc này. Và cái thứ hai, thông thường thì khi người ta cái cách mà cái đứa trẻ tự kỷ á nó hoạt động, tức là cái não của nó xử lý thông tin rất khác với người thường. Ví dụ như chúng ta nhìn non chúng ta thấy con người, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy con số, nhìn mỗi người là một tổ hợp các con số hoặc là màu sắc hoặc rất là nhiều thứ. Và cho nên dẫn đến cái việc là gì, các trẻ này không có khả năng giao tiếp với người thường, thiếu cái khả năng giao tiếp với người thường. Và cái chương trình của Đạt thì thay vì chúng ta, và các bé ngoài thiếu khả năng giao tiếp thì có rất là nhiều cái hành vi rối loạn đó chị. Ví dụ như là cắn, đánh, rồi thậm chí là vung tay, múa chân, hoặc là đập đầu vào tường, có rất là nhiều cái hành vi rối loạn. Nhiều người không, tức là nhiều người không biết, họ còn nghĩ là đứa trẻ bị tâm thần, rất là tội. Thế thì cái cách thông thường mà người ta làm đó là người ta sẽ phán xét đứa trẻ này thôi. Đây là đứa trẻ và nó có rất là nhiều cái hành vi gọi là sai trái, cần phải được cắt bỏ, cần phải được trị, cần phải được chỉnh, cần phải được can thiệp và uống nắng. Thế thì cái phương pháp của Đạt nó hoàn toàn khác, không phải phương pháp của Đạt mà là phương pháp mà Đạt đang theo đuổi, nó hoàn toàn khác.
nó đi cũng từ giống như là trainer, đi từ cái việc là gì, chúng ta thay vì chúng ta chỉnh cái đứa trẻ thì chúng ta đi vào bên trong cái thế giới của đứa trẻ đó, hiểu về cái thế giới của đứa trẻ đó, làm bạn với nó trong chính thế giới của nó, bằng cách là chúng ta gì, nó làm cái gì thì chúng ta làm cái đó, không phải chúng ta làm chúng ta bắt chước, mà chúng ta làm bởi vì chúng ta muốn làm bạn. Và từ khi chúng ta làm bạn được với đứa trẻ rồi thì sau đó giờ chúng ta mới xây dựng, chúng ta mới tạo ra những trò chơi, chúng ta mới tạo ra những hoạt động để chúng ta giúp cho trẻ từ từ thích nghi với lại cái môi trường giao tiếp, thích nghi với lại cái cuộc sống hiện tại của người bình thường. Cái tư duy này mình biết được đó, mình nhắn tên cho thầy Duy thì thầy hay quá thầy ơi. Em thấy cái này nó giống một cái trong kinh doanh. Thế biết là cái tư duy này. Tao chị anh em chị đã nghe cái tư duy bạn bán à. Anh chị đã nghe bao giờ chưa? Bạn. Cái phương pháp thông thường nó đi vào nó được là bán. Nó bán cái gì? Nó bán cái việc là con phải làm theo cái điều ba mẹ muốn, con phải làm theo cái điều ba mẹ muốn. Con phải làm này, con không được làm cái kia, đó là bán đúng không ạ? Đó là áp đặt đúng không ạ? Anh chị làm trainer cũng nhớ điều này ha. Chúng ta nói gì, chúng ta training cái gì, đừng có bao giờ chúng ta áp đặt cái tư tưởng của chúng ta lên họ. Chúng ta phải làm bạn chứ. Chúng ta phải hiểu họ chứ. Đó, chúng ta phải làm quen chứ, chúng ta phải khởi động chứ. Chúng ta phải chào, phải đặt câu hỏi mở đầu chứ. Đúng không ạ? Đó là làm bạn. Đặt ra câu hỏi đó, hút họ theo cái tư duy của chúng ta, đó là cách làm bạn. Rồi mới bàn. À, mới là quen rồi bạn, mới bán. Tự nhiên hồi đó mình biết cái thế. Tự nhiên, phương pháp này giống bi trên cái này. Này giống bi trên cái này dễ. Với anh chị, hình như là này cũng có một cái may mắn, tức là có thể có cái duyên, cũng có thể là do từ cái tâm mình nó xuất phát. Thì trong cái quá trình thật làm thì có rất là nhiều người giúp đỡ. Thầy Duy là một trong những người giúp đỡ đầu tiên đó. Giúp đỡ hơn cả một người thầy, hơn cả một người anh, hơn cả một người bạn. Mình còn nhớ, nói chung là bây giờ kể lại thì mình mắc nợ thầy Duy nhiều lắm. Rồi, trong... thì trong cái quá trình đó mình bắt thì bây giờ đây mình cái phương pháp này của mình nó không phải là cái phương pháp mà rộng rãi được phổ biến, và cái điều đặc biệt rằng là cái ngày 4/10 này đây, cái người diễn giả mà đi về nói chuyện tại Việt Nam, có một điều đặc biệt ở đây, anh này là một người tự kỷ chính công, không phải tự kỷ xịn. Made in USA. Và cái phương pháp này được gọi là sunrise, nghĩa là nuôi con lớn lên hết. Sun là đứa con, rise là lớn lên. Thì chính bố mẹ của cái anh này cách đây 40 năm đã không tin vào những lời gọi là chẩn đoán của bác sĩ rằng đứa này coi như mất đi rồi, hãy để những đứa khác. Bây giờ giữa rất là trại đi, kiểu bằng những cái lời tiên đoán rất là bi quan, họ không tin vào điều đó và họ ngồi xuống, họ bắt đầu xây dựng cái con đường, cái cây cầu bước vào đến thế giới của họ để bàn rồi mới. Và sau 40 năm thì bây giờ anh này đã tốt nghiệp trường đại học hạng U của trường đại học Brown, tức là một trong 6 trường đại học hàng đầu của Mỹ, hạng Ivy. Anh hiện tại đang làm diễn giả và đi khắp nơi trên thế giới để truyền thông về cái chương trình này. Và rất là may mắn là lần này cũng nhờ cái chuyến đi Mỹ lần trước mà lần này mình giữ được cái mối quan hệ và mình mời được anh về Việt Nam chia sẻ. Các anh chị có thấy điều được không? Được rồi. Lần đầu tiên ở Việt Nam chúng ta sẽ được lắng nghe một người tự kỷ và chia sẻ và kể cho chúng ta nghe cái chuyện gì đang xảy ra ở trong đầu của đứa trẻ lần đầu tiên. Và bản thân khi mình qua bên đó, mình lúc mà mình qua Mỹ mình học, mình đã nghe rất là nhiều người tự kỷ khác, là những người đã thành công sau cái chương trình này, họ chia sẻ cái trải nghiệm và điều mình rất là tuyệt vời. Thế thì tại sao ngày hôm nay được đứng đây chia sẻ với anh chị và các bạn, thì cái điều thứ nhất đó là không biết ở đây bao nhiêu các anh chị, những anh chị nào mà có người quen hoặc là biết một ai đó có con mắc hội chứng tự kỷ, xin vui lòng chia sẻ. Các anh chị nếu mà đã biết một ai đó có thể được giúp đỡ bởi chương trình này thì rất mong các anh chị giúp đạt đăng ký cái chương trình. Thì đảm bảo với anh chị rằng khi mà dựa được cái chương trình này về, cái gia đình đó sẽ có một cái sự thay đổi hoàn toàn và nó giúp đỡ được rất nhiều cho họ, không những về tư duy cũng như về cách làm, để họ giúp cho cái đứa con của họ
cái đó là điều nhất. Điều thứ hai, bao nhiêu các chị ở đây là một ông bố và mày, bà mẹ trong tương lai, hoặc hiện tại là ông bố và mẹ, hoặc là sẽ là ông bố và mẹ trong tương lai gì nữa, thế này. Yeah, ai cũng nói vậy. Okay. Nếu các anh chị là hiện tại đã có con, hoặc là chúng ta có cháu, hoặc là trong tương lai chúng ta sẽ lập gia đình mà có con hoặc có cháu, thì các anh chị cũng rất là nên tìm hiểu về một cái hội chứng mà đang rất là phổ biến trong xã hội. Hiện tại UNICEF hay xếp tự kỷ là một trong bốn cái tứ đại nan y, và bốn cái vấn đề về y học nan giải trong cái thế kỷ 21 này. Thì nếu mà chúng ta có cơ hội thì vì lần này nó xin được tài trợ, cho nên cái chúng ta chương trình gần như là nó rất là đẹp. Thế thì nếu mà chúng ta dành được một chút thời gian vào một buổi tối, chúng ta lắng nghe, về cái trường hợp này, chúng ta lắng nghe về một cái câu chuyện mà một cái người tự kỷ chia sẻ, chúng ta hiểu được tự kỷ là như thế nào để trong tương lai chúng ta biết và chúng ta nhận gì, chúng ta đề phòng, chúng ta tránh được những cái sai lầm không đáng có trong cái việc mà các anh chị và các bạn nuôi hoặc dạy một đứa con như thế nào. Thì rất mong các anh chị cũng sẽ đăng ký ở phía dưới này. Một lần nữa, bao nhiêu các anh chị ở trong này sẽ trở thành một doanh nhân hay doanh nhân là tôi? Tôi! Nếu các anh chị là một doanh nhân, các anh chị cũng nên đến với chương trình lần này. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất, đây là một cái mảng còn rất là mới, nhu cầu rất là nhiều. Các anh chị hoàn toàn có thể đến đây tìm hiểu nhu cầu của những cái đối tượng khách hàng này, để xem các anh chị có thể giúp được gì cho họ không. Hoặc là các anh chị đến đây, có rất là nhiều doanh nhân cũng sẽ tham dự chương trình lần này. Bởi vì sao? Thứ nhất, các ông bố và các bà mẹ phụ huynh tự có bao nhiêu doanh nhân ạ? Phải. Thứ hai, có rất là nhiều nhà tài trợ cho bên Đạt cũng sẽ tham dự chương trình này. Họ có phải doanh nhân không ạ? Phải. Các anh chị sẽ mở được rộng được cái mạng lưới của mình, networking của mình tại cái chương trình lần này. Các anh chị tìm hiểu được một cái lĩnh vực. Nếu các anh chị nào chưa tìm được cái sản phẩm nào đó cho mình, các anh chị có thể đến đây tìm hiểu một cái lĩnh vực, hoặc là tham gia một cái hoạt động, để gì chúng ta tự lập được cái network, từ đó chúng ta có cái khả năng phát triển được cái thị trường này. Và một doanh nhân thì ngoài việc kinh doanh, Đạt cũng rất mong các anh chị giúp đỡ, đóng góp ngược trở lại cho cộng đồng. Bởi vì cộng đồng có phồn thịnh thì những người làm kinh doanh của chúng ta mới có thể ngày càng phát triển. Thì cũng là một cái cũng rất là may là Bishaning cũng là một trong những cái nhà tài trợ của chương trình lần này. Và cũng rất là mong nếu các anh chị có cơ hội thì chúng ta cũng có thể liên hệ với lại Đan, hoặc là liên hệ với thì cũng để chúng ta đóng góp một phần công sức nào đó để chung tay xây dựng. Thì Đan rất là mong muốn là có thể gặp được tất cả các anh chị tại chương trình ngày 4 tháng 10. Chương trình đó tên là Autism Hub, nghĩa là hỗ trợ người tự kỷ. Bao nhiêu các anh chị các bạn sẽ đến dự chương trình vào ngày 4 tháng 10 này, có thể cho Đạt xem cánh tay của anh chị được không? Rồi, rất là cảm ơn anh chị. Hy vọng là cái buổi ngày hôm nay Đạt có thể giúp được cho anh chị nhìn được một cái góc nhìn nào đó về việc training, một ý tưởng nào đó thôi. 10 đến 15 phút thì không thể là mong đến mang đến cho anh chị một ý tưởng, mong đến mang đến cho anh chị một kiến thức nào đó có giá trị. Và ngày hôm nay thì Đạt cũng chỉ có số lượng vé thì bây giờ đã bán gần hết, thì Đạt cũng chỉ có mang theo 50 vé, nhưng mà một vé dành cho thầy Di là chỉ có 49 vé. Thì cái vé bình thường mà Đạt bán thì nó giá trị là 150.000 đó. Nhưng mà đặc biệt với B-Training, cái ngôi nhà mà trở về, cái dịp trở về lần này, thì giá vé chỉ là 100.000 đồng cho một vé. Nó cũng chỉ là một bữa cà phê thôi, nó gì. Và chúng ta biết được rất là nhiều điều thú vị, và chúng ta được giao lưu, và chúng ta được kết nối. Và nếu mà các anh chị có quan tâm thì vui lòng liên hệ với ban tổ chức để đăng ký lấy những vé. Và cái lời cuối cùng mà Đạt mà mong muốn gửi đến các chị các bạn đó là cái thời gian tổ chức đó là xin lỗi thời gian tổ chức sẽ là từ 5 giờ tối đến 9 giờ tối, địa điểm là tại hội trường 272 ngõ thị 6 quận 3, cũng rất là gần đây khu vực trung tâm thì mọi người đi lại. Dạ vâng, thì nếu anh chị có nhà ý muốn đăng ký tham gia chương trình, hoặc là nếu anh chị biết khi mà chúng ta trở về chúng ta biết là ai đó muốn giới thiệu cái chương trình này, thì có thể anh chị liên hệ qua website
không? Liên lạc qua website hỗ trợ, một www.hotrợ.com. Google.com cho anh chị có thể, nếu mà có thể thông qua cái lời đẹp nói, anh chị chưa hình dung hết được cái về chương trình cũng như về diễn giả, thì rất là mong anh chị có thể lên website tìm hiểu thêm thông tin về chương trình. Trẻ chậm nói chưa chắc là tự kỷ, nhưng mà thường trẻ tự kỷ thì sẽ chậm nói. Cho nên nếu anh chị có trẻ chậm nói hoặc là biết của ai gia đình nào có trẻ chậm nói, anh chị cũng rất là tham gia về chương trình này để chúng ta tìm cách để sửa được. Chậm nói cũng là một cái vấn đề mà chị thường xuyên gặp phải và cũng sẽ được giải quyết tại chương trình. Của mình giới thiệu là người khác là dạ, nếu mà người anh chị có mua vé rồi cái hàng mà đến được, chúng ta chỉ cần vé này thì không có tên các chị, chúng ta chỉ cần mua vé và chúng ta đưa cho cái người mà chúng ta muốn giới thiệu thì họ có thể được tham dự chương trình này. Dạ. Để dành ba vé.